Đi tìm chủ nhân hộp trang sức, phần 1. Cậu đã làm gì ở đây vậy, Sen Cung? Ốc xà cừ của Sen Cung. Nó trông thật sáng bóng và đẹp làm sao. Tớ nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Tớ lại chiến thắng rồi. Các cậu, nhìn nè. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển khi cậu cầm vỏ ốc. Không thể nào, đó không phải chỉ là âm thanh của gió sao? Không, không phải đâu. Tớ thực sự có thể nghe thấy tiếng sóng biển mà. Này, các cậu, con cua đó vừa mới chuyển động kia. Tớ nghĩ có thứ gì đó trong đó. Cái gì chứ? Cậu nói gì vậy? Ra không? Đây chỉ là một cái vỏ ốc xà cừ mà thôi. Nhìn nè. Nhiệm vụ mới. Ồ, có một nhiệm vụ mới kìa. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn tham gia cuộc thi khám phá thế giới. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhiệm vụ hôm nay là gì nha. Vậy nhiệm vụ của cuộc thi khám phá thế giới hôm nay là... Hãy đi tìm chủ nhân của hộp trang sức bị bỏ lại ở nhà hàng Harmony. Các cậu vẫn đang giữ cẩn thận đồ đạc của mình để không bị mất đó chứ. Đừng quên nhìn lại sau khi cậu đi đâu đó đó nha, được chứ? Vậy thì hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ lần này nha. Nhà hàng Harmony sao? Nếu đó là một nhà hàng nổi tiếng, chẳng lẽ Sayo lại không biết về nó sao chứ? Tớ nghĩ mình chưa từng nghe nói về nó. Robin, hãy tìm kiếm nhà hàng Harmony. Robin bắt đầu tìm kiếm. Nhà hàng Harmony nằm giữa một ngôi làng sông biển xanh ngắt. Một nàng tiên cá tên là Harmony đang điều hành nó. Nàng là một người tốt bụng và có khiếu nấu ăn. Và nhà hàng này rất đông khách. Tuy nhiên ai đó đã để lại một hộp trang sức. Và Harmony đang lo lắng tìm chủ nhân của nó. Đã đến lúc ra công thể hiện tài năng rồi nhỉ? Vậy chúng ta có thể nếm thử món ăn tại nhà hàng Harmony được không? Được thôi. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể ra biển được đây? Đừng lo lắng, chúng ta có Funny Bunny mà. Các cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy đi thôi. Đi nào. Bọn mình thực sự xuống dưới biển rồi nè. Tớ chưa từng tới biển trước đây. Tớ không thể tin rằng có một nơi như vậy trên trái đất. Đẹp lắm, đúng không? Chúng ta tới nơi rồi. Ra không? Cậu đang làm gì vậy? Cậu phải luyện tập trước khi bơi ở biển chứ. Ra không? Chi, Docket, các cậu đã làm gì vậy? Cậu sẽ phải nín thở rất lâu để có thể đi lại dưới biển. Mọi người ơi, nhanh nè. Cái gì vậy, Pimpin? Đây là một loại thuốc mà tớ đã điều chế cách đây không lâu. Và nếu các cậu uống nó, các cậu có thể thở được ở dưới nước. Thật không?
Hả? Đây là mùi vị gì thế này? Wow, Chi-Chi, bong bóng đang trào ra khỏi miệng cậu kia. Ra không, cậu cũng vậy. Nó cũng phát ra từ miệng của tớ nữa. Miệng tớ có rất nhiều bong bóng nè. Có lẽ thuốc có tác dụng rồi đó. Tớ nghĩ chúng ta có thể hít thở dưới biển rồi. Tớ không thể đợi được nữa. Đi thôi nào các cậu. Ping Ping, tớ nghĩ loại thuốc này thực sự có tác dụng rồi đó. Tớ cũng nghĩ vậy. Sao không? Các cậu vẫn đang nín thở đó hả? Hả? Tớ đang thở nè. Wow, đúng thế thật. Thật là tuyệt vời. Cái mùi thơm ngon này đến từ đâu vậy? Các cậu ơi, tớ nghĩ đó là nhà hàng Harmony. Đi chung nào, Sekum. Chào mừng quý khách. Hello. Xin chào. Đây có phải là nhà hàng Harmony không? Yes. Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi xin lỗi, hôm nay cửa hàng đóng cửa. Oh, chúng tớ không ở đây để ăn. Nhưng chúng tớ có nhiệm vụ đến để đi tìm chủ nhân của hộp trang sức. Tớ đã đợi các cậu đó. Từ giờ cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa đâu. Chúng tớ sẽ tìm thấy người chủ ấy cho cậu. Chúng tớ có thể xem hộp trang sức mà bọn tớ cần phải tìm chủ nhân của nó được không? Chính là nó đây. Wow, đẹp quá. Có vẻ đây là một thứ quan trọng. Đúng vậy. Vì thế nên tớ đã mở cửa nhà hàng và đợi tới khuya. Nhưng người chủ thì không hề xuất hiện. Thật vậy sao? Để trở thành một thám tử xuất sắc, cậu cần phải có kỹ năng quan sát tốt. Cậu có nói cậu là chủ sở hữu của nơi này không? Để tớ xem qua cái hộp nào. Được rồi, đây. Cái gì thế? Đó là... người chủ nhân của chiếc hộp này là... cậu với chiếc kẹp tóc trông giống hệt chiếc hộp trang sức. Ra không? Chính Harmony đã yêu cầu chúng ta đi tìm chủ nhân của chiếc hộp cơ mà. Ồ, tớ hiểu rồi. Ôi, chúa ơi! Cái hộp trang sức này ở đây từ một tuần trước. Không, tớ chỉ vừa tìm thấy nó hôm qua thôi. Đúng, đúng vậy. Để trở thành một thám tử, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Tên tội phạm phải xuất hiện lại tại nơi gây án. Tốt hơn hết là chúng ta nên tiếp tục đợi ở đây. Vậy, bọn tớ có thể tìm kiếm thêm ở bên trong nhà hàng không? Có thể có những manh mối khác, phải không nào? Cứ tự nhiên. Này các cậu, hãy chia nhau ra và đi tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể là manh mối. Được rồi. Cái này là cái gì chứ? Các cậu, có một cái gì đó ở đây. Hả? Đó là nơi tớ đã tìm thấy hộp trang sức. Đây là gì vậy? Đây là san hô ngũ sắc.
San hô ngũ sắc sao? Đúng vậy, nó được gọi như thế vì nó có 5 màu, không giống các loại san hô khác. Chỉ có một nơi duy nhất trong làng của chúng tớ có thể nhìn thấy loài san hô này. Nếu vậy thì tớ nghĩ đây chính là một manh mối quan trọng để tìm ra chủ nhân của hộp trang sức. Đó là nơi nào vậy? Đó là ngôi nhà của cô bé cá nhiệt đới Anna. Nó không quá xa nơi này đâu. Được rồi, đi thôi nào. Tớ tìm ra rồi, chủ nhân của chiếc hộp này là... một con hươu. Ra không? Đây là ở dưới nước cơ mà. Chắc chắn là một con hươu. Bọn tớ sẽ quay lại đây, gặp lại cậu sau. Chờ đã, các cậu, đừng đi mà. Đi tìm chủ nhân của chiếc hộp trang sức, phần 2. Liệu cô nàng cá nhiệt đới sống trong ngôi nhà này có thực sự là chủ nhân của chiếc hộp trang sức không nhỉ? Tất nhiên rồi. Harmony nói rằng chỉ có san hô ngũ sắc ở đây thôi mà. Xin chào. Đây có phải là nhà của cô bạn cá nhiệt đới không vậy? Có ai ở đây không? Sao ồn ào thế? Hả? Các cậu là ai? Chúng tớ là những người tham gia cuộc thi khám phá thế giới. Chúng tớ ở đây để tìm chủ nhân của hộp trang sức bị bỏ lại ở nhà hàng Harmony. Tớ không biết có thể giúp được gì không, nhưng rất vui được gặp các cậu. Tớ là Anna, một cô bé cá nhiệt đới dễ thương. Tớ biết là tên mình hơi dài. Mọi người thỉnh thoảng gọi tớ là... Này, cô bé cá vàng. Các cậu có thể gọi tớ là Anna. Tất nhiên gọi là cô bạn cá nhiệt đới cũng được. Dù sao, chuyện gì đã đưa mọi người tới đây vậy? Bọn tớ đang tìm chủ nhân của hộp trang sức. Ôi trời, xinh quá đi. Có gì trong hộp trang sức xinh xắn này vậy? Ước gì mình là chủ nhân của hộp trang sức này. Này, các cậu đang làm gì ở đây vậy? Tớ nghĩ cô bé người cá nhiệt đới rất hay quên thì phải. Bọn tớ tìm thấy một mảnh san hô ngũ sắc mà chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây, ngay bên cạnh hộp trang sức này. Chúng tớ đang tự hỏi liệu chủ nhân của nó có sống ở đây không. Ồ, tớ hiểu rồi, cậu đã nói như vậy rồi mà. Cậu nói rằng các cậu đang tìm chủ nhân của hộp trang sức san hô ngũ sắc sao? Ý cậu là cái thứ ở phía trước nhà tớ hả? Màu sắc của nó đẹp quá nhỉ. Vậy nên bạn bè của tớ thường tới đây để hỏi xin nó vào những ngày đặc biệt. Gần đây tớ tặng một đống cho Toti đó. Toti hả? Có lẽ Toti là chủ nhân của hộp trang sức. Nhà của Toti ở đâu vậy? Gần đây thôi. Tớ sẽ chỉ cho các cậu con đường dễ đi. Đi thẳng theo hướng này, sau đó quay lại và đi thêm một chút, sau đó rẽ phải và lăn về phía trước 3 lần và quay trở lại một lần nữa. Quay lại sao? Ừ, đúng vậy, ngay đó đó. Tớ nghĩ mình đã chỉ đường rất giỏi. Nhờ cậu mà tớ nghĩ bọn tớ có thể đến đó ngay lập tức. Cảm ơn cậu nha. Tạm biệt mọi người. Mình đang nói tạm biệt với ai vậy? Tớ cảm thấy như một con vẹt, cứ phải nói đi nói lại cùng một chuyện ấy. Rõ ràng Toti là chủ nhân của chiếc hộp trang sức vì anh ta có một bó san hô ngũ sắc trên quần áo của mình. Ồ, có ai ở đó kìa. Có thể là Toti đó. Đó là một con tôm hùm. Vậy chắc đó là Toti. Xin lỗi, chúng tớ muốn hỏi cậu một chuyện.
Các cậu là ai? Các cậu đã làm gián đoạn việc luyện tập của tớ đó. Xin lỗi. Chúng tớ đang tìm chủ nhân của hộp trang sức bị bỏ lại ở nhà hàng Harmony. Cậu có phải là Toti không? Tớ không chỉ là Toti. Mọi người có thể gọi tớ là nhạc trưởng giỏi nhất Toti. Được rồi, nhạc trưởng tốt nhất Toti. Cậu đã từng nhìn thấy hộp trang sức này bao giờ chưa? Ôi trời ơi! Chà, đẹp quá! Cậu lấy cái này ở đâu vậy? Tớ cứ tưởng bọn tớ đã tìm thấy chủ nhân rồi chứ. Cậu có nhớ cái này không? Nhớ chứ. Đó là một mảnh san hô ngũ sắc. Cậu đã từng tới nhà hàng Harmony bao giờ chưa? Bên cạnh hộp trang sức này có một mảnh san hô ngũ sắc. Cậu có biết gì về nó không? Tớ đã tặng nó cho ông sát để trả ơn. Nhưng bây giờ thì chắc là dì Mooney đang giữ nó đó. Dì Mooney sao? Vài ngày trước, tớ định đi gặp một người bạn và đột nhiên có những tảng đá rơi về phía tớ từ thung lũng. Nếu tớ đứng yên, tớ sẽ bị chết dí ở dưới hòn đá đó mất thôi. Nhưng ngài sát đã xuất hiện và cứu tớ. Nhưng tại sao dì Mooney lại có san hô ngũ sắc chứ? Bởi vì ông sát muốn tặng nó cho dì ấy. Chúng ta nên đi kiểm tra xem cô ấy có san hô ngũ sắc không. Nhà của dì Mooney ở đâu vậy? Gần đây thôi. Đi thẳng theo hướng này và đi thẳng theo hướng đó, rồi các cậu sẽ tìm thấy nó thôi. Có phải gần đây quá đúng không? Các cậu, tôi đoán đó là nhà của dì Mooney đó. Có một đám san hô ngũ sắc. Chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, 100. Chào dì, đây có phải là nhà của dì Mooney không ạ? Đúng rồi, các cháu đang làm gì ở đây vậy? Chúng cháu đang tham gia cuộc thi khám phá thế giới. Ai đó đã để lại hộp trang sức này ở nhà hàng Harmony và chúng cháu đã tìm chủ nhân của nó. Ôi trời, mấy đứa thật tốt bụng. Chờ đã, có dấu vết của những mảnh vỡ rơi ra khỏi đám san hô ngũ sắc này. Tớ chắc chắn dì Mooney là chủ nhân của hộp trang sức. Không, ta không phải chủ nhân của hộp trang sức đâu. Ta đã nhận được viên san hô ngũ sắc từ anh Quest tại nhà hàng Harmony. Nhưng mà hôm đó anh Quest có vẻ hơi lạ. Ta đã đến đó vì anh ấy nói có chuyện muốn nói. Và anh ấy chỉ đưa cho ta một bó san hô ngũ sắc và toát mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không nói gì cả. Vậy thì ông sát có thể chính là chủ nhân của hộp trang sức. Tớ nghĩ đây là nhà của ông sát đó. Trông khá cũ kỹ. Có ai ở đây không? Sao nó im lặng như vậy? Xin chào. Ông sát ơi. Chắc lúc này ông sát không có ở đây đâu. Nếu vậy chúng ta không thể tìm được chủ nhân của chiếc hộp trang sức rồi. Hộp trang sức sao? Mày đưa nói về hộp trang sức hả? Vâng ạ. Chúng cháu đang đi tìm chủ nhân của chiếc hộp trang sức này. Ôi chao, hộp trang sức của ta. Cuối cùng ta cũng tìm thấy nó. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được chủ nhân của chiếc hộp trang sức rồi. Tuyệt lắm. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Ta đã ngạc nhiên biết bao khi bị mất hộp trang sức này. Giá như anh em cá ngựa đừng đột ngột xuất hiện thì chuyện này đã không xảy ra. Anh em cá ngựa sao? Đúng vậy. Hôm đó ta tặng cho Mooney một khóm san hô ngũ sắc. Mooney đã vui vẻ khi nhận được san hô ngũ sắc. Đi rửa tay được một lúc thì anh em cá ngựa nghịch ngợm bất ngờ chạy tới chỗ của ta. Ta giật mình quay lại nhìn. Nhưng khi định thần lại thì hộp trang sức đã biến mất. Vậy là mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Ta muốn tặng cho cô ấy hộp trang sức này ngay lập tức. Nhưng ta lại không thể làm được nữa rồi. Đừng lo lắng, chúng cháu có thể giúp ông mà. Thật không? Cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Cậu có nghĩ lần này ông ấy có thể làm được không? Tất nhiên rồi, dì Mooney sẽ đến ngay thôi mà.
Đây là đồ uống của ông đi ạ. Cảm ơn cháu. Một buổi chiều tốt lành. Dì ấy tới đây rồi. Ông Sharp, lần này phải trở nên can đảm hơn. Ở đây. Anh Quét, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. Đã có chuyện không mong muốn xảy ra. Ồ, không sao đâu mà. Và hôm nay, anh muốn nói điều mà ngày hôm đó anh không thể nói. Ồ, đây là hộp trang sức mà bọn trẻ đã đi tìm kiếm chủ nhân của nó đây mà. Đó có phải là của anh không vậy? Ông Quét, thật ra thì... Moni, em sẽ kết hôn với anh chứ? Dì ấy sẽ không từ chối đâu, đúng không? Dì ấy sẽ không đâu. Dì Moni sẽ chấp nhận với lời cầu hôn của ông Sát thôi. Em nên đeo nhẫn ở đâu đây? Hả? À... Vậy là em chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi sao? Vâng ạ. Tạ ơn Chúa. Chúng ta đã thành công trong nhiệm vụ lần này rồi. Và cuối cùng ông Sát cũng đã cầu hôn. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhất. Ha 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 ha!